Vin 50, xúc bắp 24-27, chảo oval phù hợp với cấu hình Vin Vin nha anh em. Toàn bộ gia công tại H303 Racing nha, chảo oval nè, con chảo BRT. Anh em chơi quay rim cúp 67 đi phơm nhỏ kiếm mình nha. Một cái vỏ đầu này là làm từ đầu zin của theo xe làm lên, toàn bộ đã được gia công xử lý lại dự gít đi xúc bắp lớn 24-27, gia công tại H303 Racing nha. Đầu đi buri chân dài nha anh em. Thì cái vỏ đầu oval như thế này mình bán cho anh em với giá là 1.2 nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Đầu xúc bắp lớn chảo oval 303 Racing, chảo oval nha, phù hợp với cấu hình 54 zin zin nha anh em, zin zin hình trình 55.5 á.